Đấy. Máy thì đây là máy sản xuất tại Nhật nhá, Made in Japan, nó hàng Nhật bãi nên nó không được đẹp nhưng mà rất là khỏe luôn nhá. Bắn những cái như ốc như của xe máy hay là xe đạp nó cũng phải xe đạp mà nhẹ quá là vỡ ốc. Đây mình lắp bình thử nhé. Đây là thân máy Makita. Mình lắp pin vào nhá. Đây bóp xuống dưới là vặn vào. Vặn ra thì bóp nút trên. Này lực rất là khủng luôn, 450 new nhá. Đây có cái đèn ở đây nhá. Có cái công tắc gạt lên này thì là chiếu đèn này. Đấy. Cái đèn nhỏ nhỏ này mình gạt xuống thì tắt đèn này. Có chip code toàn quốc này.